làm sao để sản phẩm nào, để tìm sản phẩm để làm affiliate được. Em có thể dùng tool, dùng tool thì em sẽ nhìn xem là sản phẩm nào nó có tốc độ tăng trưởng ở trong thời gian vừa qua. Bởi vì xác định là này, hãy tìm hiểu về cái ma trận button đó, thì mình sẽ biết là một cái sản phẩm á, nó sẽ trải qua bốn giai đoạn chính: giai đoạn dấu hỏi, giai đoạn ngôi sao, giai đoạn bò sữa và giai đoạn chó mực. Thế thì theo các bạn thì mình nên làm affiliate ở giai đoạn nào, nó phải làm affiliate ở cái giai đoạn nào, là ít nhất là ngôi sao và bò sữa, đúng không? Chứ còn lại là giai đoạn mà mình đã thấy rất nhiều người bán rồi, nó xuống giai đoạn là chó mực rồi, thì bản thân cái thằng seller, thằng bán hàng á, nó cũng đâu còn lợi nhuận nữa đâu, nên nó sẽ không để cho mình được cái mức giá hoặc là mức hoa hồng tốt được đấy. Nhưng mà ở những giai đoạn đầu là giai đoạn là sản phẩm nó là giai đoạn sản phẩm ngôi sao, sản phẩm bò sữa đấy, thì là cái giai đoạn mà cái seller người ta mang, mà người ta có lợi nhuận tốt nhất, rất ít người bán đấy. Thì người ta, thứ nhất là seller ấy, bản bản thân các bạn seller giống như Nho này, người ta cũng đang rất là cần tìm những người làm affiliate, nên là người ta rất là nhiệt tình với mình đấy. Như bản thân Nho này á, ở cái giai đoạn mà Nho đang bắt đầu scale sản phẩm lên á, Nho bắt đầu cảm thấy sản phẩm bán được á, đấy, thì Nho nó rất là ưu ái các bạn làm affiliate, thậm chí là Nho còn tặng cho các bạn sản phẩm vô tội vạ để các bạn đấy, các bạn thoải mái cho cái việc là cầm sản phẩm về. Nhưng mà đến 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 cái đoạn chó mực, tức là lợi nhuận này đã ít rồi đấy, nhiều người đang làm affiliate rồi, người review trên thị trường thì có rất nhiều người review rồi, thì nó thật là cho các bạn sản phẩm Nho chả muốn cho nữa, bởi vì cho các bạn không còn có cái gì để mà khai thác nữa luôn, vì có quá nhiều người ta làm affiliate rồi đấy.